chào các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14. Ở tập trước thì mình đã xây được một cái vườn thú rồi, mình cũng đã dắt được cái con thú về các bạn. Đấy. Nhưng mà mình chưa có kịp nhân giống nó nha. Mình dắt nó về hết rồi. Okay. Ở mấy tập trước các mình có nói là sẽ nuôi gấu panda nhưng mà mình quên mất. Tập hôm nay mình sẽ dắt nó về và nuôi luôn nha các bạn. Nhưng trước tiên mình sẽ nấu thức ăn lên các bạn. Đây là thức ăn mình đem bên nhà cũ qua nhưng mà mình quên nấu đi. Đây là nấu đâu? Đây là cái đầu, cái lò nấu thức ăn các bạn. Lộn khói, nấu rất là nhanh luôn đấy. Đây. Trong lúc này mình nấu sắt nữa, sắt mình cũng chưa nấu lên. Đây, quá trời sắt rồi. Giờ nấu lên thôi. Cho hết vô đây nấu đi. Giờ mình sẽ đi bắt gấu panda vậy nha các bạn. Lấy tre nè, gấu panda ở bên đây hướng này nè. Ok, giờ đi thôi. Mình có nói là nuôi gấu panda nhưng mà mình quên mất đi. Sau đó mình sẽ xây một cái khu dành riêng cho panda ở luôn. Tại lúc trước mình gặp nó đây nè các bạn. Được 3 con tại mình có nhân giống nó lên. Nó lớn hết rồi. Bắt gì hết luôn. Đi cái tao. Nó kêu. Đấy. Đi thôi. Nó đi khá là chậm luôn các bạn. Ủa sao con, sao con này nó mỏ lại hồng hồng ta? Hay là nó là con cái? Nó lên không được rồi. Lên. Nó mập quá các bạn. Ok đi thôi, nhanh lên nhanh lên. Nhanh lên nào. Nó đi rất là chậm luôn. Ok các bạn ơi, sau một hồi lâu thì mình cũng đã đẩy nó về được rồi. Đẩy mấy con này rất là khó luôn các bạn, nó đi chậm ghê à. Tắm nước rồi nè. Còn lại ở đây đi, tao đi vô ngủ rồi. Rồi ngủ đi, sáng đến dậy mình sẽ xây chuồng cho nó. Để nó đang ăn rồi các bạn. Cho mày đó. Đấy, một đi. Đấy, cho nó ăn rồi. Ok, giờ lấy nguyên liệu để xây cho nó. Gấu gừng đây. Tại mình đúng vừa dọn khu đó ra một tí mà. Nó đang chơi đùa đó kìa. Nếu có thể mình sẽ tận dụng con này luôn nha các bạn. Sẽ dọn ra bớt. Dọn ra bớt để xây cho nó. Ok, tại nó khá thích ở gần mấy cái tre các bạn. Đây, mình sẽ dọn ra xây xơ đây. Xây cho nó đây, làm đừng cho mấy con mốc khác vô rồi, dạ, chui vào các bạn. Hết xì nữa các bạn. Đây, mình sẽ xây vậy đi.
mình sẽ tận dụng cái cây này. Đấy. Đó, lock slap luôn. Rồi, gắt thêm nữa. Đấy. Rồi, đặt cái chân. Mốt nó sẽ không chui vào được. Đây cần đặt. Ở đây cần. Sau đó mình sẽ trang trí trong sau đó. Đây. Chặt cái này ra đi. Tạm thời đây hơi bừa bộn lắm rồi, mình sẽ dọn dẹp lại sau. Đây đi. Đây. Tạm thời lại vậy thôi. Có gì mình sẽ chỉnh sửa lại. Ok, lock ra đây là xong rồi đó. Đấy, như vậy xong rồi. Đặt ở trên đó thôi. Đó. Ở đây có tre, mình sẽ trồng ở bên đây ít cây các bạn. Sẽ tạo một cái hồ nước nhân tạo ở đây đi. Để cho nó có nước rồi. Đây, mình sẽ cho nước rồi ha. Rồi đổ đâu đi. Đổ đây ra cái nữa rồi. Chịch xíu cái hồ lại chút. Đấy, như vậy đi, tạo máu rồi đó. Đây. Đấy. Trong mình sẽ trồng ít tre thôi các bạn. Chừa chỗ cho nó đi nữa. Tại con gấu trúc này rất là mập luôn. Nó có 3 block ấy. Đấy. Để mình sẽ tỉa bớt. Ít ít thôi. Ở trong đây mình sẽ trồng thêm cây cho nó. Mình sẽ đi lấy mầm cây ra. Okay, mầm cây mình để ngoài nè. Trồng như thế này. Mầm cây đây. Lấy phân, lấy bột xương đúng không ạ? Đó. Giờ thì trồng lên cho nó ha. Sử dụng bớt rồi. Không thì trồng cây không được. Trồng một cây ở giữa này. Là cho bột xương vào. Đó. Thì mình cắm qua cho nó ta. Mình sẽ lấy ít qua mình cắm vô cho nó luôn. Lấy qua cắm vô thôi. Nấm nó nè. Nấm. Rồi cái giá mình ít thôi. Để không sao đâu. Sẽ thử kiếm ít cái bông màu vàng đó. Tại mình cũng khá thích màu vàng. Đây nè.
ở đây có bông đỏ thôi. Đây có bông vàng nữa nè. Được rồi các bạn, giờ cứ cắm vô thôi. Ở đây như có thể vô như nè. Sửa lại chút con. Nếu không mấy con zombie nó vô thì mình khúc. Đây nó cần đâu. Ok. Rồi, giờ cắm bông vô thôi. Cắm bông màu vàng nữa. Đây. Ở đây. Mình sẽ lấy ít đá cuội vô. Biết mình còn đá cuội không nữa hay giờ mà còn nữa. Hết đá cuội rồi, sỏi cũng được rồi. Ok, anh thầy đập mía nữa coi. Ok. Đấy, ở đây mình sẽ trồng mía vô. Đấy. Đá là sỏi đây. Đó. Hết đá đã hết dây nữa. Đây sẽ đặt ít cục cát đi. Đấy, ở đây cục nữa rồi. Đây đi. Đấy. Tạm thời là vậy đúng không? Chọn đây cái miếng này. Đây mình sẽ đặt lớp gỗ đi. Còn mấy đuốc thì mình cắm trên cây thôi. Không, trên đây mình sẽ đặt đèn lồng nữa các bạn. Giờ ngủ ra đây. Ăn vô đấy, đó nè. Đây hạt sắt không sẽ đổ ra mình thêm đèn lồng rồi đặt vô đèn lồng sẽ đặt ở trên đây nè. Cái chỗ hai lóc mà mình sẽ đặt đèn lồng lên đó. Ở đây một cái nữa đây. Đây nữa. Một cái đây. Ok. Giờ vô ngủ đi. Tôi xin đi spawn nha nó. Ok, ngủ rồi. Ok, giờ mình sẽ lấy lít ít lá súng vô rồi. Đặt lên cái hồ ấy. Đây, mình có ít nè. Rồi đi đặt đi thôi. Ok. Gì có ổn không ta? Đây mình sẽ đặt hai cái này. Đặt cái này. Chúng ta mẫu ra. Đặt ở đây slab. Hết rồi.
Rồi mình sẽ cho nó ăn tiếp để cho nó đẻ gấu con các bạn. Đấy. Gấu con ra nè. Rồi có con ăn luôn. Đấy. Okay, vậy là mình đã trang trí xong cái cho mấy con gấu rồi. Giờ mình sẽ làm một công việc khác thôi. Ok, lúc trước mình nói với bạn là mình chưa khám phá hướng này nè. Giờ tập này mình sẽ đi khám phá hướng này luôn. Sẽ nói tìm cái hang để đi mai luôn các bạn. Ồ, ở đây có cái hang. Ồ, không phải cái hang, chỉ là cái lông chỗ lõm chứ không. Ở đây thì sao? Đây cũng không phải hang luôn các bạn. Trời còn khó rồi. Mình không nên dừng, giờ tính cái kiếm hang nhanh rồi đi thôi. Wow, ở đây khu đồng bằng các bạn. Wow. Có gà kìa. Oh, bí ngô nữa, mà bí ngô mình có rồi. Cù nè. Đi mãi không thấy hang đó nè. Đây có sói nữa nè. Ui, ở đây có hang nè. Rồi, đi xuống nha. Hang này có vẻ bự đấy. Rồi, đi xuống nè. Bây giờ mình đang cài thang các bạn. Gặp thang cứ lấy thang phước. Lấy cúp gia tài ra đào. Cúp gia tài mình đào được rất nhiều thang. Đấy, được bốn mấy cục này. Tắt nước đi. Khá khó chịu rồi. Đây nữa nè. Ui, nhọn. Thế hết hàng rồi. Ồ, mỏ thang mạnh kia kìa. Sắp tới mình dự định chơi thêm một game là Mini World nữa, mà không biết có các bạn có thích hay không. Bạn nào mà muốn mình chơi Mini World nhớ comment dưới nha. Mình thấy game đó khá hay, rất giống Minecraft luôn. Okay, nếu bạn nào thích mình chơi game mới thì nhớ comment dưới nha. Mình sẽ làm thử vài tập để cho các bạn xem. Nếu được mình sẽ làm tiếp. Ok, bây giờ lấy sắt thôi. Đấy, nó sắc luôn. Ui trời. Một khu mỏ quang luôn các bạn. Holy shit. Giờ mình sẽ làm một cái đường đi lên để làm dấu các bạn. Mình sợ lạc lắm. Đây. Rồi cái đường đi lên. Sẽ làm dấu. Đấy. Không đút người vô để làm gió. Rồi khám phá nha. Ồ, có thang này, lấy luôn. Ồ, lại có cái hang mới. Sắt nè, lấy sắt nè. Ui trời. Xem nó rơi xuống là bàn. Sắt nè. Đấy, vậy là an toàn nhất rồi. An toàn rớt xuống là bàn rồi. Mất hết rồi.
tập đoàn sẽ gán kiếm kim cương đó, lấy full đồ kim cương, nó không có thằng zombie nó đánh nè, cũng hơi vất vả đấy. Kệ, lấy sắt thôi. Đây nữa nè, nó hết luôn. Các bạn đi mai nhớ ít nhất là đem theo một mình một xô nước nha, nó sẽ cứu bạn đó. Đó, 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 đó. Nó sắp đi vàng nữa nè, hết tiếp. Đấy, các bạn thấy chưa, nếu không có xô nước vào đó mình chết rồi đó. Hay thật. Shit nữa thằng. Mà chả sao, mình có xô nước rồi. Đấy, đấy là lý do mà mình khuyên các bạn đem xô nước đó. Hay giờ một hồi xíu. Đấy, có kim cương rồi các bạn. Ui, nhưng mà ở đây khó lấy nha. Đây hơi khó lấy đó, tại mình hết xô nước rồi. Thôi có một cục rồi các bạn. Rồi đúng rồi, một cục rồi. Ok, một cục nữa chứ. Ồ, không có coi chặn luôn. Ồ, ok. Ở phía trên là có nước rồi, mình giờ mình đi tiếp thôi. Đại mà không có nước thì không dám đi qua bên kia. Quên cắm đuốc nè. Quá trời dạng trên nè. Đấy. Giờ bắt lóc bên kia lấy xô nước trước các bạn. Ê, có kim cương kìa. À. Ô, nước ở đâu vậy? À, nước ở đây nè. Đấy, có nước rồi. Đỡ lo rồi đó. Mình phải nhớ đường đó nè. Ừ, trên đó có cái spawn của nhện ha. Giờ qua lấy kim cương trước nè. Easy thôi. Ok, để con mấy cục nha. Mình bắt ra tà ba. 2, 3, 4. Ồ, được 10 cục kể em cho. Thêm được 4 cục rồi. Nó hết cái con rồi luôn. Đây, phải có gương này. Ô, được 2 kim cương nữa mà. Ok, lấy thôi. Có về nè. Mình ném mấy cái thang này các bạn. Ok, căng vô đây. Đây, sẽ tới về. Mình thử quanh đó xem nè. Đừng ghê nha, rất là trống chỗ nè. Đừng ghê vẫn có thể farm được nha các bạn, có cái máy farm đừng ghê luôn. Mà cái đó thì cần có slam nè. Có gì không? Đây. À, có vàng nè. Đấy thôi. Sắc nha. Hầu như trong máy ráp cái mọi thứ đều có thể farm được nha các bạn. Kim cương các bạn cũng có thể bung nữa, nhưng mà phải tiêu diệt rộng xong mới được.
Xuống đây nha. À, chắc quá trời luôn. Nữa nè. Wow. Đi đi. Hàng ở đây rất là chằng chịt luôn. Đây mình đi rồi nè. Đây có nè, có gương luôn. Để đi liền chứ. À, có gì nè, rút. Để mày lấy luôn. Còn lấy thức. Bây giờ đi mới tìm được 13 viên kim cương thôi các bạn. Có lẽ cách đi mai này không ổn nè. Đây chưa đi nè. Không được thì tập sau mình thời gian như tập mình sẽ ven banner để tìm kim cương dễ hơn. Hãy thử dưới đây coi. Hết kim cương rồi. Thôi lấy hết cái tôm đó. Cứ nó lộn kim cương. Ok, qua đây thử nè. Ok. Ôi, qua đây nữa. Ok, cảm ơn mình đã trở về rồi đây. Đi dọc xung quanh đó chả tìm thấy kim cương các bạn, mình quyết định sẽ cái về. Ở tập sau mình sẽ ven miner đi. Mình sẽ ven miner để tìm kim cương cho nó dễ hơn. Và trong tập này thì mình đã xây cho mấy con cấu trúc đó, được một nơi ở rồi. Như là mình nói rồi các bạn. Tại vì có một bạn đã nhắc nhở mình, anh ơi anh xây gần nuôi cấu trúc đi thì ok, mình đã bắt về nuôi rồi các bạn. Thôi tạm thời cho nó ở đây đi. Và sắp tới các bạn muốn mình xây cái gì thì cứ comment dưới nha. Và cảm ơn các bạn đã xem tập này. Hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo. Bye bye.